tóm tắt tập trước. Hoàng thượng, cám hậu, ghẻ hoa quyết định cùng nhau theo dõi để tìm hiểu hành tung kỳ lạ về đêm của Tấm Hồng. Nhưng mỗi đêm lại càng là một bí ẩn mới. Cả nhà cho rằng Tấm hay đói bụng nửa đêm nên đã chăm sóc cho Tấm ăn uống thật nhiều. Nhưng cái kết, Tấm Hồng vẫn thức dậy nửa đêm một cách kỳ lạ. Sự thật đằng sau tất cả những đêm không ngủ của Tấm là gì? Mời các bạn xem tiếp. Bé Đào, bé Đào ơi, con. Cổ cái gì vậy? Ê, gì vậy? Ê, ê mày lại, ê Cám, Cám ơi, Tấm Cám. Dạ. Ê, mày vô mày coi bé Đào nó làm sao kìa, tự nhiên nó ói mửa giống kìa. Mà tự nhiên không bình thường, nó thấy mẹ là nó vui lắm, xong nay nó sợ mày vậy. Tại mẹ mới bơm cái môi nha. Cái gì vậy? À không, đau quá, xin lỗi mẹ. Đào, Đào. Ê, mày thấy chưa, tự nhiên nó sợ người kìa. Mày bình tĩnh Đào. Bình tĩnh Đào, Đào, Đào. Ê, nó ói kìa, trời ơi, dơ nhà. Ê, mẹ từ từ vậy? Ủa sao hôm nay nó hoảng loạn, như mới gặp ma vậy trời. Sao vậy? Đào. Đào. Ai là con sợ, lại đây mẹ biểu. Ê, nó xỉu luôn rồi. Ê, con chó nó bị xỉu luôn rồi kìa. Mọi người bình tĩnh đi, chắc là nó bị bệnh rồi. Đưa đi bác sĩ thú y đi. Ai hù con đậu của tôi vậy chứ? Nè, điểm đi, điểm nhanh lên. Ừ, thiệt tình á. À, Tấm ơi. Hôm nay nó muốn gì? Món hoàng thượng thích đó, nhưng mà đang đợi nó chín. Rồi hả? Gì mà khóc lắm. Đừng có nói nữa, im đi. Con đậu sao rồi? Con đậu. Mẹ nói đi, con kìm lòng không được. Nó bị thần kinh. Cái gì? Bị thần kinh, chó bị thần kinh. Là mẹ bị thần kinh hả? Ủa chứ nãy bác sĩ nói sao tao thấy là ông kêu là tự nhiên ông kêu thần kinh là tao không biết ông nói chó hay nói tao. Ơi. Ông nói mẹ bị thần kinh đó. Con đậu á. Nó bị. Bác sĩ không biết bị gì luôn. Là tự nhiên ối bữa bệnh lạnh ngắt, đùng cặp cặp luôn hoàng thượng, không biết bị gì luôn. Bác sĩ chuẩn đoán không có ra bệnh. Trời ơi, cái dòng mà không chẩn đoán ra là hay chết lắm. Trời ơi, đã xui rồi thì không đừng nói điện gỡ nữa. Chắc do tay nghề của bác sĩ là nghề yếu thôi, chứ làm gì mà không chuẩn bị được. Vậy thì bây giờ phải làm sao? Có quen có biết nè, ở trỏng á có ai tay nghề tốt không? Thì cũng có nhưng mà kinh thành xa lắm, di chuyển đi thì cũng không có bé đồ mẹ sao không có nổi đâu. À, đồ ăn của hoàng thượng chín rồi kìa, để tách vô lấy. Con đậu, trời ơi, mẹ mua lá sống, lá cuốn ở nhà hết rồi. Bây giờ đợi nó lên để bắt cái bếp. Mẹ thần kinh là đúng không? Ôi, con chó nuôi, con chó mẹ nuôi, con chó kia khác nuôi. Nè, mẹ có chuyện muốn hỏi. Hỏi đi. Hỏi lẹ đi, em rối quá. Có phải mấy hôm nay là ngày rụng dâu của Tấm không? Ủa, cái chuyện rụng dâu là phải đi hỏi nó, còn không là hoàng thượng biết chứ làm sao tôi biết. Mày vui chứ trời. Ờ trời ơi, tự nhiên tưởng hỏi chủ đề gì, tự nhiên không giờ chủ đề giới tính tôi vậy thì là sao nổi. Thì ta không biết thì ta mới hỏi. Là sao? Nhưng mà tại sao hoàng thượng lại hỏi gì mà cái câu nó ấy dữ lắm luôn đó. Nhưng mà theo em nghĩ á nha, chắc chắn không có rụng dâu đâu. Tại vì con gái rụng dâu á là cọc cằn á, chị Tấm mấy ngày nay vui vẻ.
không. Đối với chậm thì cộc cằn. Hôm bữa mày đi giặt đồ cho con tắm đó, mày có thấy gì không? Đâu có đâu, đúng gì đâu. Không có hả? Bình thường. Tại vì thường nếu như mà có là cái quần nó sẽ có stain. Tao nói gì có stain là tao ẩn dụ rồi. Mấy ngày nay tắm lạnh nhạt với tao đó. Lạnh nhạt? Không cho tao thì tắm. Còn không ngủ chung với tao nữa. Vậy thì còn tìm hiểu cái gì nữa? Nhỏ và yếu. Chỉ vậy thôi thì kinh nghiệm của người đàn bà đã qua mấy đời chồng thì phải vô lễ. Chẩm đang nghiêm túc. Thì thôi bây giờ em nghiêm túc lại với hoàng thượng luôn. Là cái chuyện đó là chị Tắm chán hoàng thượng rồi. Vậy thì tại sao hoàng thượng không nhìn tới em? Hoặc em. Em. Hoặc em. Thôi đi. Bây giờ có cách nào để chúng ta biết được Tắm nghĩ gì không? Ê, mà bình thường tao thấy á, con Tắm nó là mê hoàng thượng lắm. Làm gì mà có mấy cái vụ lạnh nhạt rồi này kia được. Mấy ngày nay không đêm nào ngủ chung với chậm cả. Trời ơi, không đêm nào ngủ chung luôn kìa. Mẹ ơi, con nói thật chứ sao bao nhiêu chuyện như vậy con vẫn nghĩ chị Tắm là bị con đó con nói nhầm. Là sau khi mà chết là lại rồi nó lại như thế à? Không. Sao mày không nghĩ tới những cái vấn đề nó thực tế hơn và nó hợp lý và nó khoa học hơn? Ví dụ như thật sự bị hôi nách chẳng hạn. Người ta kêu là ở chung nó hay toát ra mùi, hiểu không? Mẹ ơi. Hả? Đâu có đâu. Mẹ còn giữ cái đầu, mẹ muốn giữ cái đầu không? Còn thơm mà. Hoàng thượng cho thử kìa, thử còn thơm thì không hay là tự dối mình? Không sao, trong nhưng mà cung điện, nếu như có hôi nách thì cứ nói, hiểu không? Mẹ. Thơm thiệt, thịt hoàng thượng thơm. Thơm nha. Ta nghĩ có khi nào Tắm hết tình cảm với ta không? Điện thoại mày hả? Không, mẹ con ế không ai nha. Điện thoại Tắm. Cái mà lần đọc cái điện thoại là sẽ có chuyện. Nếu như vậy thì sự cẩn thận của ta xuống để đưa nó đi cũng được mà. Ta đã sắp xếp công việc hết rồi. Ta nhất định sẽ ở bên nàng, bù đắp cho nàng, yêu thương nàng những ngày ta xa nàng. Nên là phải mua ở bên nàng thôi. Nhưng mà không được. Tại sao? Thì chẳng biết mà, con đậu nhà mình nó không có tiếp xúc với người lạ được. Từ đó đến giờ á, nó chỉ tiếp xúc với người nhà hoặc là thái y thôi. Nó không có chịu ai ẵm nó đâu. Chính tay hoàng thượng phải mang nó đi. Hay là hôm nay hoàng thượng mang nó đi nha. Nàng đang đuổi khéo tao đó. Hoàng thượng nói gì vậy, đâu phải đuổi khéo. Chỉ là sự thật là con đậu nó sắp xếp tất cả rồi, chỉ muốn ở bên nàng thôi. Bây giờ chàng có thể đi vài ngày ít ngày thôi rồi quay lại mà. Nếu ta đi thì mình ở lại với anh. Hoàng thượng nói gì lạ vậy? Nếu mà hoàng thượng đi vắng mặt thì ta ở lại đây vui vẻ với lại Cám chứ với ai. Vậy mà ta cứ tưởng nàng đuổi ta đi để hẹn hò với ai chứ. Sự thật đằng sau tất cả những đêm không ngủ và hành động kỳ lạ của Tắm vẫn chưa được sáng tỏ. Hãy nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube Pinky Honey để không bỏ lỡ bất kỳ video nào tiếp theo nhé. Pi 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 sama, như một lựa chọn pi pi pi.